嗨，Hi, 各位朋友，你们好吗？我是 Coco 杜，来自越南。现在跟大家分享的就是媒体人红户讲过一个故事。红户公司有一个实习生，刚进来的时候十分羡慕同事们的高薪，因此干劲十足。但渐渐的，他还是对工作。 敷衍了事上班的时候不是打游戏就是看小说，两年下来只长的工龄，却没有涨工资。理想的高薪没有得到满足，他索性用白懒的态度来逼迫公司进行加薪。 和最后换来的却是辞退的结局。于是洪湖感慨的说：“年轻人对工资有期待是好事，但就怕能力配不上薪资。你还浑然不知。凡事不要总问自己为什么，多问自己凭什么。” 高期待人格总是急于得到一个结果，却忽略了过程用应付出的努力。结果往往是期望越高，失望越大。与其在梦想和现实的落差中备受煎熬，不如专注眼前的工作。 深耕自己的能力。当你放下虚幻的奢望，脚踏实地走好眼前的路，想要的待遇都不成问题了。啊、uh,，下面 Coco，请啊，uh, 嗯，让 Coco 用越南语来跟各位越南朋友分享。Uh, 讲古古啊，c 个 à o c 命了 b n t m ì n h là o o Đỗ Bé Bự。 bây giờ mình chia sẻ với các bạn câu chuyện này câu chuyện này là câu chuyện do một người làm ở trên bên bộ phận truyền thông là húng hú dịch ra tiếng việt khúng này là hồng hú thì là có thể dịch là hộc là con chim hồng hộc các bạn một loài chim và cũng có thể gọi là cốc khúng à, khú thì câu cầu nghĩ rằng chúng ta nên dịch là hồng hộc vì giống như là loài tên của một loài chim hồng hộc và hồng hộc có um, kể một câu chuyện như thế này um, hồng hộc công công ty hồng hộc thì có một bạn là sinh viên thực tập một bạn thực tập sinh khi mà bạn ấy mới vào công ty thì bạn ấy vô cùng ngưỡng mộ cái lương mức lương cao của những người đồng nghiệp cho nên là bạn ấy làm việc hết sức là cố gắng nhưng mà dần dần thì bạn ấy bắt đầu uh, có cái tức là làm việc cho xong thế và khi mà làm việc thì bạn ấy không phải đánh uh, chơi điện Tử thì cũng là đọc tiểu thuyết Và sau 2 năm thì dù là cái tuổi nghề của bạn ấy thì đã tăng Nhưng mà cái thứ mà không tăng đó chính là lương Thế và cái uh, lương trong lý tưởng của bạn ấy không được đạt được cái điều đó Cho nên là bạn ấy rất khoát là dùng cái thái độ Tức là uh, ở đây có một từ là bài lan bãi lan có nghĩa là uh, giống như là một cái đội chơi từ này là từ dùng trong uh, bóng rổ, chơi bóng rổ. Đó là khi mà một đội và uh, chuẩn bị thi đấu rồi nhưng mà gặp phải đối thủ quá mạnh và rất là sợ hãi, uh, sợ là thua thua trắng bàn và uh, xấu hổ cho nên là sẽ rút lui trước khi trận đấu xảy ra. Thì cái từ bãi lan này để chỉ thái độ tức là thái độ không hợp tác thái độ giống như là bãi công giống như là da da dẻ, là ừ, không có mình thì công ty này không làm ăn gì được ấy. đó thì gọi là bái lản thai tù tức là chơi ý và tạo thái độ đến để ép công ty phải tăng lương nhưng mà kết quả thì uh, hoàn toàn ngược lại đó là uh, bạn ấy phải uh, bỏ việc mà đi đó là cái kết cục của bạn ấy là như thế thế và uh, hồng Học đó rất là cán khải rất là than thở thở dài và để và nói rằng là uh, những người trẻ tuổi thì họ kỳ vọng vào lương đó là một việc tốt nhưng mà chỉ sợ rằng là năng lực lại chẳng có thể nào mà uh, xứng đáng với lại là cái mức lương mới cho nên là mà bạn ấy cái người mới này lại không hề biết được điều đó. Phạm là không uh, nên hỏi chính mình là vì sao mà hãy hỏi chính mình là nhờ vào cái gì. Đó, hinges mở nghĩa là nhờ vào cái gì, dựa vào cái gì. Ừm uhm những cái người thuộc về cái tính loại hình tính cách đó là đặt ra những kỳ vọng quá cao thì luôn luôn sẽ rất là vội vã để đạt được một cái kết quả nào đó mà quên mất một cái sự cái okay, rất là quan trọng đó chính là cái sự nỗ lực cái quá trình nỗ lực để bỏ ra cái công sức đó để đạt được cái kết quả đó chỉ muốn đạt được cái kết quả mà không để ý đến sự cố gắng của cả một quá trình và kết quả thì luôn luôn là bạn kỳ vọng càng cao thì bạn thất vọng cũng càng lớn và thay vì bằng cái sự đau khổ giữa hiện thực thực tế với lại là cái ước mơ nó khác biệt nhau một cách quá là tàn nhẫn thì bạn hãy thay vì đó thì hãy cố gắng và tập trung vào cái công việc ở trước mắt thế và hãy cố gắng là cày sâu quốc bẫm trên chính cái cánh đồng mà mình đang ở trên đó tức là cái năng lực của bạn ở trên tức là bạn cố gắng phát huy nó ở mức tối đa ngay trên cái cánh đồng mà bạn đang cày cuốc đó và khi mà bạn đặt cái uh, những cái cái ảo tưởng và cái sự kỳ vọng thì và bạn bước những bước đi thật sự là chắc chắn và gọi là việt nam chúng ta có một thành ngữ là chân chỉ hạt bột chảo ta chảo tha sứ ti chảo tha sứ ti có nghĩa là uh, bước đi những bước đi thật là vững và bạn uh, đi ở trên cái con đường phía trước và thì cái việc mà bạn muốn một cái chế độ đãi ngộ tốt không còn là vấn đề nữa thì đối với bản thân một người đã từng công việc làm à, đã từng đi làm đã từng công tác lúc nhìn nhận lại vấn đề và bạn phải thay đổi bởi vì chúng ta làm không không có thể cái gì mà làm nên chuyện cả tất cả những gì mà các bạn nhìn thấy những cái người người ta đang có ngay cả chính bản thân câu khẩu nhiều người nói là ngưỡng mộ khâu cầu này nọ nhưng mà các bạn làm sao mà biết được cái con đường mà khâu cầu phải đi qua nó nó dài nó đau đớn và nó 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 nó, nó khổ sở nó hoang lạnh như thế nào mình thì không bao giờ chia sẻ những cái thứ uh, tiêu cực hoặc là những cái vất vả mà mình đã trải qua nhưng mà chắc chắn là có chứ làm gì có chuyện bạn không đánh đổi không cố gắng mà lại có được rồi ạ à, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe mình là cô cô đỗ